đã bắt đầu chương trình livestream buổi tối hôm nay. Hôm nay mình livestream hơi khuya một chút xíu, mà hy vọng là các bạn sẽ xem cái livestream buổi tối ngày hôm nay có chủ đề là thực sự nếu chúng ta quá bận rộn thì nó có tốt hay không. Và chúng ta phân tích vào cái module này để cho nó rõ ràng hơn. Và bây giờ thì chương trình cũng mới có bắt đầu, thì mời các bạn làm quen, giới thiệu họ tên của mình. Chúng ta có vài phút đi, chúng ta chào nhau, biết nhau, kết nối với nhau, làm quen với nhau, cùng nhau để thông qua cái live stream, thông qua internet thì chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn, am hiểu nhau nhiều hơn. Và cũng tương tự, các bạn cũng có thể chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để cho bạn bè, những người thân yêu của chúng ta cùng biết. Bạn nào vào trước thì chúng ta giới thiệu trước đi, để mình biết các bạn và bạn cũng biết các mình, để chúng ta cùng nhau kết nối với nhau, và bạn bè khắp mọi miền đất nước cũng cùng nhau biết nhau. Chào nhau đi các bạn ơi. Chào bạn Nguyễn Văn Giang, bạn ở khu vực nào, vùng miền nào? Chào bạn Cúc, bạn Cúc thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và vậy thì chúng ta bận rộn có tốt không? Mình nghe có nhiều người cứ suốt ngày cứ nói là mình bận rộn, đụng vô là bận rộn, đụng là em bận rộn lắm. Vậy thì thực sự với mình nói với các bạn là bận rộn nó có hiệu quả không? Bận rộn thực sự nó có hiệu quả không? Chào bạn Quách Thành Đạt. Mỗi lần nói chuyện thầy là sợ thầy chửi. Ok. Chửi tại sao bạn phải sợ nhỉ? Bởi vì nếu mà bạn sợ thì rõ ràng là nó đang bị đụng cái gì ở phía bên trong bạn á. Nên là bạn mới ngại. Còn mình thì mình cứ nói thẳng thôi. Vậy thì bận rộn có tốt hay không? Đôi chơi nhiều hiệu quả hơn à? Dạ không thầy. Ok, chờ bạn Kim Cúc trả lời. Tuyệt vời. Bạn Kim Cúc trả lời. Bên YouTube các bạn nào đang xem thì các bạn cứ nói livestream đi. Vậy thì một cái kinh nghiệm cho mình thấy rằng là những người bận rộn là những người mà thực sự là họ làm việc ít hiệu quả lắm. Bởi vì một điều chắc chắn là các bạn có thấy, các bạn có xác nhận với mình rằng là chúng ta không thể phát sinh ý tưởng hay, chúng ta không thể phát sinh ra ý tưởng hay ho khi chúng ta bận rộn và đầu tắt mặt tối. Điều này là điều chắc chắn. Chắc chắn. Chả ai mà khi đang làm việc bận rộn lại ra ý tưởng hết. Chào bạn Phạm Thị Đấu, chào bạn Mỹ Thủy, chào bạn Linh Tâm Trần. Chả ai mà bận rộn đầu tắt mặt tối mà ra ý tưởng hay hết. Thường thường những người mà họ bận rộn đó các bạn biết không, thì họ làm việc nó như một cái máy vậy đó. Họ làm việc nó như một cái máy. Họ làm việc theo bản năng, họ làm việc theo một cái thói quen lặp đi lặp lại, nhưng mà họ không biết cái gì nó hiệu quả hay cái gì nó không hiệu quả. Thật sự nó là như vậy. Ví dụ như là chúng ta cứ mãi, các bạn ơi, một người mà thức dậy rồi cứ mãi kiểm tra Facebook, mãi kiểm tra email. Các bạn thấy những người bận rộn thì tất cả những người đó chả ai là có thu nhập cao hết. Những người đó không có ai mà có thu nhập cao hết. Các bạn thấy một bạn mà làm công nhân, các bạn thấy họ bận rộn không? Họ rất là bận rộn, họ muốn có thu nhập là họ lại căng bận rộn. Các bạn thấy một người mà nhân viên văn phòng họ bận rộn không? Họ rất là bận rộn. Các bạn thấy một số người mà họ hưởng lương cao một chút xíu á, họ làm cái chức vụ lớn như trưởng phòng cho các công ty nước ngoài, hoặc là giám đốc, hoặc là cái CEO rồi đó. Là những người đó họ bận rộn không? Ok chưa? Họ vô cùng bận rộn. Thì mức lương của họ một tháng chừng bao nhiêu à? Vài ngàn đô là hết cỡ. Nhưng mà các bạn thấy những cái ông chủ á, các ông chủ ra kinh doanh á, các bạn thấy không? Có những ông chủ, dĩ nhiên đầy những ông chủ rất là bận rộn. Đầy những ông chủ bận rộn lắm. Họ nói kinh doanh khổ lắm. Có người nói kinh doanh khổ như chó vậy. Các bạn nhớ, họ hay nói mình cái câu đó. Nhưng mà kinh doanh mà là gì mà khổ hơn chó vậy? Nghe thấy nó kinh khủng quá, các bạn thấy không? Nó là chúng ta
không thể có cái sáng kiến, chúng ta không thể có cái gì hay ho khi chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta bận rộn. Bạn có từ chối cái buổi chơi cuối tuần, bạn có tiết kiệm một hai buổi đi chơi thì bạn cũng chả thông minh hơn đâu. Bạn có thể giỏi giang đâu, bạn cũng chả tạo ra cho mình được cả gia tài đâu. Tuy nhiên, ok chưa? Với bản thân mình thì mình thấy là mình có những cái ý tưởng tuyệt vời. Những lúc mình rảnh, mình không thể bận rộn mà mình viết sách được. Những lúc mà mình viết sách đó là những lúc mình rảnh. Bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Và những bạn mà học leadership bootcamp vừa rồi á, các bạn nào xem trên Facebook của mình thì các bạn thấy là vừa rồi là những bạn gần 70 bạn, hơn 70 bạn đã dành 2 ngày giữa tuần để đi học leadership bootcamp. Và những cái người này, những cái hơn ai hết 70 con người này, các bạn thấy mình tổ chức leadership bootcamp trúng vào cái ngày gì? Ngày thứ tư và ngày thứ năm, cố ý tổ chức trong tuần vậy đó. Và 70 con người này phải xuống dưới resort Paradise Vũng Tàu để mà học. Thì họ thoát ra khỏi cái môi trường, họ đi về dưới Vũng Tàu học. Và cái những cái thời gian mà thư thả đó, họ mới nghĩ ra được cái nhiều cái hay. Họ mới phát hiện ra có một bạn tối hôm qua đi học đi xin bút ca về và nói mình là em dành 2 ngày cho đi học, rồi em về em dành 1 ngày để em nghỉ ngơi. Em mới phát hiện ra hệ thống em nó lủng đầy hết, các bạn thấy chưa? Chúng ta phát hiện ra những cái điểm tắc của chúng ta, chúng ta phát hiện ra những điểm tối của chúng ta ngay khi chúng ta rảnh, ok chưa? Chúng ta muốn cách tăng cái cách mạng cuộc đời của chúng ta muốn cách tăng cái công việc của chúng ta muốn đột phá trong cuộc sống là chúng ta phải có những cái giây phút rảnh rơi, những cái phút thư giãn, những cái giây phút vui chơi. Chả ai mà có được cái sự đột phá mà bận rộn đầu tắt mặt tối. Đây là điều chắc chắn. Chào bạn Thi Văn Phan Vân. Phi Phan Vân. Các bạn giới thiệu về các bạn đi để mình biết. Mình thấy các bạn xem mà các bạn không có giới thiệu hết. Ok. Biết sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, biết sắp xếp thời gian để thư giãn, biết sắp xếp thời gian để kết nối với người A, người B, C. Đó là những con người tuyệt vời. Mình mới vừa đi ăn tối chung với gia đình bạn kiến trúc sư Ngô Hải Long và bạn Nguyễn Thị Cam Loan của công ty may túi vải Lico. Và bạn hiện tại thì bạn chuyên xuất khẩu đi thị trường Nhật, xuất khẩu đi thị trường Úc, xuất khẩu đi thị trường Mỹ. Và cái bạn đó cái công việc rất là nhiều, nhưng mà bạn có thời gian, bạn có thời gian là như thế nào ạ? Bạn sắp xếp, bạn đi chơi. Bởi vì khi chúng ta rảnh rỗi vậy á là đầu óc chúng ta nó thoải mái. Khi chúng ta rảnh rỗi vậy á là cái con người chúng ta nó cái năng lượng nó tuyệt vời lắm. Khi chúng ta rảnh rỗi vậy á thì cái tâm hồn của chúng ta nó mới nhẹ nhàng, nó mới hân hoan. Ok chưa? Và khi cái tâm hồn chúng ta nó hân hoan là cái lúc mà chúng ta ra được những cái ý tưởng lớn. Chào bạn Phan Ấn Đạt. Chào bạn Đau Hỏi. Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn có dịp xem đi xem lại, nghe đi nghe lại. Các bạn bên YouTube hôm nay các bạn ít giới thiệu quá, các bạn giới thiệu về các bạn để mình biết và hồi nãy giờ các bạn học được cái điều gì tuyệt vời mà. Và các bạn thấy kể cả những người thiên tài luôn, họ cũng suy nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời khi gì ạ? Khi họ rảnh rỗi. Các bạn thấy không? Newton, nhà bác học Newton, ông đang ngồi dưới gốc cây và tự nhiên cái tái táo rụng xuống cái đầu của ổng, thì lúc đó bắt đầu ổng mới ngộ ra cái định luật gì ạ? Định luật luật hấp dẫn, các bạn anh nhớ ra điều này chưa? Các bạn cái phản lực á, lực hút cái trái đất á, mọi thứ nó đều rơi xuống trái đất. Ổng nói tại sao nó rơi lên? Rảnh rỗi mới ngồi suy nghĩ ra như vậy, ông rảnh làm sao suy nghĩ được. Cái ông Archimedes, các bạn thấy không? Cái lúc mà đang tắm trong hồ bơi và suy nghĩ ra được cái định luật về cái mét khối, đúng không? Cái cách làm sao hồi đó chúng ta đo được cái mét khối. Các bạn thấy toàn là những người mà lúc mà rảnh rỗi họ sẽ làm ra một cái điều gì đó rất là vĩ đại. Chả ai bận rộn mà làm ra được cái điều vĩ đại hết. Và chả ai bận rộn mà tạo ra cuộc đời của mình nó có sự đột phá hết. Và
Bản thân mình thì những lúc mà mình nghỉ dài ngày, mình đi rong chơi dài ngày, mình đâu đó dài ngày thì tự nhiên mình có ý tưởng rất là nhiều. Và lúc đó mình phải phải ghi vào trong cái quyển sổ, thậm chí bây giờ thì mình nốt vào cái số điện thoại, cái trên điện thoại smartphone đó. Các bạn biết điện thoại smartphone bây giờ nó rất là hay. Là nó có cái sổ nốt để mình đi đâu mà nốt, và mình nói y chang rằng những lúc mình đang ngồi ở sân bay, những lúc mình đang ngồi nghiền ngẫm một mình thì mình mới nghĩ ra được cái tên sách, mình mới nghĩ ra được cái chủ đề sách, mình mới nảy ra được cái ý tưởng gì đó nó hay, và mình mới phát hiện ra một điều rất là tuyệt vời là những cái ý tưởng đó nó mới tạo ra cái sự đột phá. Bởi vì mình chỉ cần nghĩ ra một ý tưởng gì đó, mình viết sách và mình viết nó ra. Và cái quyển sách đó được bán, nó bán hoài thì mình mới phát hiện ra rằng là những lúc rảnh rỗi chúng ta mới nghĩ ra được những cái sản phẩm, những cái cách mà chúng ta cải tạo, chúng ta mới phát hiện ra chúng ta bị lủng cái gì, chúng ta cần phải cải tiến cái gì. Chúng ta cũng phải phát hiện ra là nhân viên của chúng ta mới có dịp ngồi chúng ta quan sát, chúng ta mới biết nhân viên chúng ta nó làm không hiệu quả cái gì và cách nào để cho các em nó làm hiệu quả. Chúng ta mới phát hiện ra rằng là khách hàng của chúng ta, những khách hàng nào tuyệt vời mà chúng ta lâu nay là chúng ta bận rộn quá, chúng ta không nhớ về họ, chúng ta không chăm sóc họ. Và thế là bạn chỉ cần gọi một vài cái cuộc điện thoại là bạn sẽ hiệu quả thôi. Mình kể cho bạn là có một bạn bạn làm bên bao bì giấy á, và trước đây bạn bận rộn lắm, đầu tắt một tối, tại vì người có xưởng mà, những người họ có xưởng họ bận lắm. Và bạn rất là bận rộn mà công việc nó không có hiệu quả. Xưởng của bạn nằm ở trên Bình Dương. Và như thế nào ạ? Nhà bạn thì ở Sài Gòn. Và sáng ngày á là gần như là 5 giờ rưỡi 6 giờ sáng là bạn phải rời thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn đi lên xưởng và mãi cái gì ạ? Mãi đến 9 10 giờ bạn mới về lại Sài Gòn, và bạn đau tắt mặt tối nó như vậy. Nhưng mà chừng cuối cùng thì nó không có hiệu quả. Quyển sách bán hàng online chưa có in về em. Khi nào in về thì sẽ báo cho em biết. Và nó không có hiệu quả, nhưng mà khi mà bạn nhận được những cái lời chia sẻ của mình thì nó như thế nào ạ? Nó như thế nào ạ? Bạn mới quyết định là chồng của bạn đó, chồng của bạn á là có nhiệm vụ là phải hàng ngày phải lên xưởng, còn bạn ở dưới Sài Gòn, và cái nhiệm vụ của bạn là gì? Mỗi ngày đều hẹn đi ăn cơm trưa với khách hàng thôi. Thì sau một thời gian bạn gặp lại và bạn mới nói nó kêu vô cùng hiệu quả. Bạn kêu bây giờ mình rảnh thì nó vô cùng hiệu quả, bởi vì bạn kêu khi mình rảnh á mình mới có thời gian mình đi nói chuyện với khách hàng, mình mới ăn cơm với khách hàng, mình hiểu khách hàng sâu sâu hơn, thì tự nhiên cái đơn hàng nó về nhiều hơn. Các bạn thấy chưa? Những cái ý tưởng khi chúng ta rảnh rỗi là những ý tưởng nó rất là tuyệt vời. Cái ý tưởng nó đưa cho chúng ta lên những cái điều nó rất là cao. Trong lớp học đó thì mình hay chứng minh cái công thức. Chúng ta có bốn dạng người. Cái dạng thứ nhất á là rất là bận rộn mà không có tiền, tiền rất là ít. Các bạn có phát hiện ra điều này không? Suốt ngày họ cứ họ nói họ bận mà họ không có tiền. Có không các bạn? Có bạn phát hiện không ạ? Tiền họ làm đủ sống thôi mà họ bận đâu tắt mặt tối. Cái thành phần này nhiều không? Nhiều không các bạn? Nhiều. Có những người mà suốt ngày họ bận nhưng mà họ có tiền còn đỡ đi, nhưng mà các bạn có thấy cái thành phần này không nhiều. Có những người suốt ngày bận nhưng mà không có tiền, có những người suốt ngày bận có tiền thì cũng đỡ đi, bận mà có tiền thì cũng đỡ, nhưng mà dở hơi nhất là cái nhóm mà bận mà không có tiền, không biết họ làm cái gì. Rồi cái nhóm thứ ba là rảnh mà không có tiền, cái nhóm đó thì gần như không có kiến thức, không có hiểu làm cái gì hết. Và cái nhóm thứ tư mới là tuyệt vời, họ rất là rảnh mà tiền họ có rất là nhiều, họ làm công việc như bạn. Và bạn làm sao bạn phải trở thành cái nhóm thứ tư? Và một cái câu hỏi đặt ra nè, bạn đang thuộc cái nhóm nào? Bạn comment xuống đi để cho mình biết, để mình biết, để xem các bạn thuộc cái nhóm nào. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn bên YouTube các bạn cũng nên chia sẻ về, các bạn có thể copy cái đường link của YouTube này các bạn đưa lên Facebook để cho mọi người cùng biết. Cái câu hỏi đặt ra là các bạn thuộc cái nhóm nào? Ok chưa? Các bạn thấy không? Và chính từ cái ý tưởng này, chính vì cái ý tưởng này mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp rằng chúng ta cần có một cái quỹ thời gian để chúng ta rảnh rỗi.
hoặc là chúng ta cần có cho mình một cái không gian để chúng ta rảnh rỗi. Ví dụ mình chỉ ví dụ các bạn thôi. Trong nhà mình thì mình có cái phòng này, cái phòng livestream của mình này, mình gọi là cái phòng đọc sách, cái phòng làm việc. Và mình cần, mình cần thì mình như thế nào ạ? Mình cần thì mình vào trong cái phòng này, mình ngồi mình đọc sách, mình thoải mái, mình thư giãn. Các bạn có sẵn sàng để mình cho các bạn xem cái phòng mình sơ sơ mà, để các bạn có để các bạn thấy sơ sơ mà. Do mình quay hai máy nên là mình sẽ view cho các bạn thấy ha. Mình sẽ view từ từ cho các bạn thấy ha. Các bạn ở đây này đó, các bạn thấy ha. Mình có chậu hoa này các bạn thấy không? Cái chậu hoa đồ đẹp không ạ? Đó là cái kệ sách của mình. Ý ở đây là mình nói rằng là chúng ta cần phải dành cái thời gian, cần phải có cái không gian ấy đó. Mình gọi là với một cái bạn gọi là cái không gian sáng tạo đúng không? Chúng ta cần phải có một cái không gian sáng tạo, một cái không gian relax. Chúng ta cần tạo ra cái không gian vậy thì tự nhiên cái cuộc đời của chúng ta nó mới tuyệt vời. Hoặc là các bạn thấy, các bạn có thể xem view nhà mình ban đêm này. Không biết là qua đây các bạn có nhìn thấy được không? Có thể là cái ánh đèn nó đang phản chiếu, các bạn không thấy được cái view ban đêm này. Từ nhà mình nhìn xuống nè. Không biết nếu mà các bạn nào mà nhìn thấy được thì các bạn sẽ thấy nó rất là tuyệt vời. Các bạn có thấy được biết mình quay cái video bằng máy này, không biết các bạn có thấy được không? Tại do nó phản chiếu ánh sáng nhiều lúc các bạn không thấy được. Các bạn có thấy được không ạ? Ý ở đây mình muốn nói với các bạn nó là như vậy á. Mình cần dành cho mình một cái không gian. Cái không gian nó như thế nào ạ? Cái không gian để chúng ta có được cái quỹ thời gian để chúng ta relax, có quỹ thời gian để chúng ta làm việc các bạn đúng không? Quỹ thời gian để chúng ta suy nghĩ, chúng ta sáng tạo. Ý ở đây mình muốn nói với các bạn vậy đó. Các bạn đã dành cái quỹ thời gian cho những cái việc này chưa? Hay là các bạn suốt ngày các bạn bận rộn và thậm chí không có thời gian dành cho bản thân mình luôn mới ghê chứ. Không có thời gian dành cho gia đình, không có thời gian dành cho con cái, nhưng mà tiền thì lại không có. Tiền thì không có. Cái điều đó nó nói lên cái gì? Cái điều đó nó nói là chúng ta chưa biết cách nâng cao đời sống của chúng ta. Chúng ta chưa biết cách đưa cái đời sống cá nhân của chúng ta lên một cái tầm cao mới. Và cái đời sống cá nhân của chúng ta không đưa lên tầm cao mới thì làm sao cái công việc của chúng ta nó hiệu quả được? Các bạn có nhận ra được không? Cái công việc nó không thể hiệu quả được. Cái đời sống của cá nhân chúng ta nó gọi là nó bê bết quá. Cái đời sống cá nhân của chúng ta nó không có chỉnh chu thì làm sao cái công việc của chúng ta nó lên tầm cao mới được? Ý ở đây mình muốn nói với các bạn nó như vậy. Các bạn hãy như thế nào hãy thiết kế, cái không gian nhà mình. Hãy dành một cái không gian sáng tạo. Nếu mà bạn nào ở nhà không có thì các bạn hãy tìm một cái quán cà phê nào đó, tìm một cái quán cốc nào đó, tìm một cái nhà vườn nào đó, tìm một cái nơi nào đó mà hàng tuần các bạn nên dành thời gian tới đó. Và các bạn ngồi và các bạn nó như thế nào các bạn thấy là cái con người của chúng ta nó như thế nào nó nhẹ nhàng. Và khi mà nó nhẹ nhàng, cái con người bạn nó nhẹ nhàng thì mọi thứ xung quanh bạn nó sẽ nhẹ nhàng. Cái con người bạn nó thú vị thì mọi thứ xung quanh nó sẽ thú vị. Bản thân thì mình rất là thích biển. Nó là hàng năm mình hay dành cái thời gian. Bạn Trần Mao nói hay quá thầy ơi, tuyệt vời bạn Trần Mao. Nếu mà em cảm nghiệm hay là tuyệt vời. Và hàng năm mình hay dành cái thời gian để mình đi về biển, mình được tắm biển. Các bạn biết những cái giây phút mà chạy xuống trụng người với nước biển thì con người mà nó cảm giác nó rất là tuyệt vời. Rồi sau đó tắm rửa rồi xong rồi đi vòng vòng trong cái khu mà mình ở, khu resort đó, thì mình thấy con người nó rất là tuyệt vời. Nó tràn đầy năng lượng, nó tràn đầy sinh khí, giống như là một tuần đó, những tháng ngày đó các bạn được xả stress. Và nếu mà trong nhà của chúng ta có cái hồ cá, trong nhà chúng ta có cái vườn hoa đồ nữa thì nó lại là tuyệt vời nữa. Các bạn thấy cái khu mình sống nó có hồ cá rất là đẹp, có cái công viên rất là tuyệt vời, thì cái mình sáng nào mình cũng chạy bộ trong công viên đó, mình đi vòng vòng trong công viên đó mấy vòng. Rồi có những buổi sáng mình với Bambi cùng nhau đi cho cá ăn. Các bạn có nhận ra điều này, mình có cơ cá với mình nó cùng nhau đi cho cá. Cái điều đó nó vô cùng ý nghĩa. Các bạn nó ý nghĩa vô cùng. Bởi vì sao bởi vì bạn biết dành thời gian
cho những điều hữu hiệu nhất cho cái đời sống cá nhân của bạn, và cái đời sống cá nhân của bạn nó hữu hiệu thì tất cả mọi thứ xung quanh nó sẽ hữu hiệu. Đây vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ bạn những cái ý tưởng về cái cuộc sống cá nhân nó thú vị. Vậy thì bây giờ mình lại tiếp tục, nên là mình mới nói các bạn là không có phải là chúng ta bận rộn là nó tốt đâu. Các bạn thấy hàng năm á, các bạn mà theo dõi các bạn biết mình trước đây các bạn không, hàng năm á là mình nghỉ Tết, nghỉ rất sớm, 20 Tết là mình nghỉ rồi và bắt đầu mình đi chơi. Mình muốn có một cái Tết nó chất lượng, và khi chúng ta có một cái Tết chất lượng thì chúng ta sẽ có một năm làm việc chất lượng. Rồi sau đó là các bạn thấy không ạ, mình đi ăn Tết ở nước ngoài, mình đi ăn Tết ở nước ngoài để mình có một năm nó rất là chất lượng. Còn rất là nhiều bạn có hàng năm đi về nhà ăn Tết rồi cứ đi qua đi lại, rồi cái Tết sao có nói Tết năm nay sao chán quá, cái Tết là lòng vòng nó cũng cứ như vậy hoài. Thôi cái cuộc đời của mình phải tự thiết kế chứ, tại sao để tự mình làm cho cái Tết mình nó chán rồi mình thụ động, rồi mình ngồi đó rồi mình rên rỉ tại sao cái Tết này nó chán quá. Cái cuộc đời cho chúng ta quyết định. Nếu mà cái Tết chán quá thì chúng ta làm sao cho nó không chán. Chúng ta phải thiết kế cái chương trình nó bận rộn lên để chúng ta được đi chơi nhiều nơi. Và năm nào cũng vậy, mình nghỉ Tết sớm mà làm muộn mất đâu mất mới gì, phải là mùng 6 Tết phải làm. Chúng ta là chủ doanh nghiệp thì chúng ta bắt đầu từ cái ngày nào không được. Bình thường doanh nghiệp mình có lúc làm từ mùng 10, có lúc làm từ 12 Tết, có năm làm từ 16 Tết, có năm làm 20 Tết. Nghỉ cho nó thoải mái đi, rồi sau khi làm thì làm việc nhiệt tình vào, làm ngay làm đêm vào, làm đã rồi đi chơi. Các bạn thấy không, cách đây mới có hơn một tháng các bạn thấy mình đi ru này. Cách đây các bạn thấy tháng 7 vừa rồi thì mình dẫn nguyên đoàn đi Singapore. Các bạn thấy trước đó chúng ta dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, cho cái chất lượng đó rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi mình nói hết cái phần 1 và bây giờ mình dành 1-2 phút quảng cáo rồi xong cái mình nói cái phần 2. Mình sẽ nói cái phần 2. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn sẽ biết tên của mình. Mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân B-Training. Mình để nó hơi bị ngược ha, do cái màn hình nó ngược. Cái khóa học nổi tiếng của mình là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp, cái cách đi lên khởi nghiệp từ 5 xu. Và cuối tuần này là mình có cái khóa học là làm chủ doanh nghiệp khóa 156, mỗi khóa khoảng 70 người. Bạn nào muốn học thì chúng ta đăng ký học cái lớp này. Bạn Phúc rất là tuyệt vời. Bạn Phúc rất là tuyệt vời. Và cái địa chỉ của trung tâm của mình ở cái website btraining.org. Mình là tác giả của quyển sách Vượt biển lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Các bạn nào đọc cái quyển này thì các bạn đang làm công, các bạn cứ muốn ra làm chủ ngay. Bởi vì cái quyển sách này nó sẽ nói các bạn và nó truyền cảm hứng cho bạn để các bạn đi ra làm kinh doanh. Cái quyển sách thứ hai của mình là cái quyển Mỗi ngày một chút thôi. Ở đây là chia sẻ bạn 101 bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Thấy em không thầy? Có chứ, bạn Lan Hình Thị My mình thấy chưa. Cái quyển sách thứ ba của mình là quyển bán hàng online ngay. Cái quyển này là chỉ cho bạn cái cách kinh doanh online. Cái quyển này thì hiện tại chưa về, mà chắc mất hết nửa tháng, một tháng nữa thì sách mới in về. Cái quyển sách thứ tư của mình là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này là quyển tiếng Anh, chúng ta bán ở trên Amazon. Bạn nào mà tham gia cái chương trình này mà các bạn mua hai cái quyển sách Vượt biển lớn và Mỗi ngày một chút thôi thì các bạn comment cho mình. Các bạn comment cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách là 210.000 và free ship cho các bạn luôn. Và các bạn sẽ được ép vào một cái group. Cái group đó là cái group bí mật dành cho những người đã đọc được cái quyển sách này. Và các bạn có dịp kết nối tất cả các bạn làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này ở trong cái group đó. Và cái offer thứ hai nữa là hiện tại thông qua live stream, thông qua internet thì rất là nhiều bạn ở các cái vùng quê xa xôi không thể về, ở các tỉnh xa xôi, vùng núi xa xôi không thể về thành phố Hồ Chí Minh học cái lớp làm chủ doanh nghiệp được. Nên mình mới tạo ra cái lớp làm chủ doanh nghiệp online. Và các bạn nào quan tâm cái lớp này thì các bạn comment. Dĩ nhiên các bạn phải đóng phí, mình add vào trong cái group và các bạn đóng phí. Và đúng 200 bạn thì mình sẽ đào tạo các bạn buổi tối thông qua những cái live stream này ở trong những cái group. Và gần Tết nên là mình có một cái lớp nữa là cái bí quyết làm sao chúng ta kinh doanh Tết để chúng ta kiếm nhiều tiền. Các bạn nào mong muốn là từ đây tới Tết các bạn có
mỗi ngày các bạn có 10 đơn hàng, mỗi ngày các bạn có 50 đơn hàng, mỗi ngày các bạn có 100 đơn hàng, thì các bạn hãy đăng ký học cái lớp chiến lược kinh doanh ngày Tết. Các bạn chỉ cần vài ngày Tết thôi, các bạn kiếm lãi vài chục triệu là cái chuyện bình thường, và cái việc này hàng năm mình hay triển khai và nó rất là hiệu quả. Thì bạn nào mà quan tâm tới cái lớp kinh doanh Tết thì các bạn cũng comment xuống. Học phí của khóa này là 500.000 đồng, và chúng ta cũng học hoàn toàn qua online. Mình sẽ chỉ cho bạn trực tiếp ở trong các cái live stream, group vào trong group thì các bạn comment xuống. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình lại đi tiếp cái phần 2 của live stream. Vậy thì các bạn có đồng ý với mình rằng là những ý tưởng tốt nó đến từ sự thư giãn, những cái sáng tạo tuyệt vời nó đến từ những lúc mà bạn đang vui thú, bạn đang có được cái phút giây chất lượng cho cái cuộc sống của mình? Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Và khi bạn càng thư giãn, khi bạn càng thoải mái, bạn càng có cuộc sống cá nhân chất lượng, thì bạn luôn làm những việc mà rung chuyển cuộc đời của các bạn. Bạn luôn làm những cái việc mà thay đổi hoàn toàn cái chất lượng cuộc sống của các bạn. Dĩ nhiên nó không phải thay đổi liền, nhưng mà cái ý tưởng tuyệt vời nó xuất phát từ đó, và nó mất vài năm để bạn làm cái việc đó và nó thoát ra. Bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Mình thấy là toàn bộ những cái ý tưởng tuyệt vời của mình nó xuất phát từ những cái lúc mà mình dành thời gian nghỉ ngơi, mình vui thú, và cái ý tưởng nó tạo ra một cái sự đột biến rất là lớn. Những cái ý tưởng viết sách hay, những cái mình ra được cái tiêu đề quyển sách hay. Ok chưa? Học khoảng 4 buổi tối em. Học khoảng 4 buổi tối. Học chi mà tới 1 tháng, học chi mà nhiều thế. Những cái ý tưởng hay, những cái ý tưởng rất là tuyệt vời, nó tạo ra cái sự thay đổi. Và các bạn biết là hồi kia mình cứ mình mãi suy nghĩ, mình ví dụ này, có một lần mình rảnh rỗi, mình ngồi và mình nói rằng cái công việc A, cái công việc B mình phải làm thì nó mới tạo ra thu nhập được. Vậy thì bây giờ mình có mình sẽ suy nghĩ một cái công việc gì đó mà mình làm, mà mình làm một lần thôi và mình được kết quả mãi mãi. Vậy thì đó là cái công việc gì? Và thế là ngay cái giây phút đó mình mới suy nghĩ được, tại sao mình không viết sách nhỉ? Tại sao những cái kinh nghiệm của mình không viết sách nhỉ? Và thế là mình mới phát hiện ra cái việc viết sách chúng ta viết một lần thôi, và mình sẽ bán cái quyển sách đó hoài. Bạn có hình dung ra cái điều này không ạ? Mình sẽ bán cái quyển sách đó hoài. Cứ như cái quyển Vượt Biển Lớn, cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì các bạn thấy là năm nay mình vẫn in ra mình bán, rồi sang năm mình in ra mình bán, và 10 năm nữa mình vẫn in ra mình bán, và năm mình 60 tuổi mình vẫn in ra mình bán. Mình thấy tuyệt vời. Tuyệt vời, tại sao chúng ta không suy nghĩ? Và hiện tại mình đang có hàng loạt những công việc mà mình chỉ cần làm một lần thôi và nó sẽ có cái kết quả rất là mãi mãi. Và cái ý tưởng hay này nó đến với mình khi mình suy nghĩ và mình tràn đầy năng lượng các bạn à. Còn khi cuộc sống không chất lượng thì nó sẽ không có đâu các bạn ạ. Mình báo cho các bạn biết vậy. Vậy thì vừa rồi cái mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời mà. Nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment xuống. Các bạn comment xuống, các bạn kêu là các bạn học được cái ý tưởng gì trong những cái điều tuyệt vời vời đó. Ok chưa? Và nếu mà bạn biết hàng ngày làm việc và dành thời gian cho nghỉ ngơi kết nối, các bạn biết rằng là hàng tuần mình luôn đi ăn cơm với các bạn. Chính hồi nãy mình mới đi ăn cơm với bạn Cẩm Loan, và bạn nói là sao mình hay ghê á. Bạn quan sát, bạn thấy mình là hay đi ăn cơm với gia đình này, đi ăn cơm với gia đình kia, đi ăn cơm với gia đình nọ. Và em thấy 1 tháng 2 tháng hầu như cái lịch của thầy đi ăn cơm, thầy đi giao lưu với người này. Mình nói đúng rồi. Những cái giây phút thư giãn đó để nó cho tình thân nó kết nối với nhau. Người chia sẻ với các bạn, mình cũng sẽ học được cái những cái idea từ các bạn, và các bạn cũng học được từ những cái idea từ mình. Và bạn đã nói là cái thói quen này nó rất là hay. Bởi vì mình muốn dành những cái thời gian thư giãn như vậy để ngồi nói chuyện với nhau sâu hơn đối với các bạn. Ok chưa? Sâu hơn đối với các bạn nhiều. Và mình cũng gặp những cái người CEO, ví dụ như là năm 2010 mình có dịp
mình cùng bác sĩ Tùng đi lên Đà Lạt, và trong những cái ngày mà đi lên Đà Lạt cùng với bác sĩ Tùng, bác sĩ Tùng là cái người sáng lập ra tập đoàn y khoa Hòa Mỹ, bệnh viện Hòa Mỹ đó, là bác sĩ Tùng là cái người sáng lập đó. Thì trong những cái ngày đó thì bác cũng ra được những cái ý tưởng rất là tuyệt vời, là bác hình thành ra cái trung tâm Red Center, là cái trung tâm chẩn đoán về ung thư ngực của người phụ nữ các bạn ạ, của người nữ á. Ok, các bạn đó mà những cái con người tuyệt vời đó, họ luôn ra những cái sáng tạo ngay khi họ đang rảnh rỗi. Cái đó là cái quy luật luôn. Và các bạn thấy là một người, nếu mà bạn là chủ doanh nghiệp và bạn cho nhân viên mình làm việc đầu tắt mặt tối, từ sáng tới tối, đầu sáng tới, thì các bạn thấy nó như một cái máy ấy. Và người ta cũng đo đếm ra được rằng là những người mà họ đang làm việc như cái máy ấy, thì cái sự thông minh của họ giảm đáng kể luôn, cái sự sáng tạo trong công việc họ giảm đáng kể luôn. Những người mà luôn ép nhân viên mình, đốc thúc nhân viên mình làm việc thì phần lớn là nó làm việc không hiệu quả. Những bạn nào mà tham gia các chương trình của mình á, mình đều nói với các bạn rằng là cho nhân viên làm việc, nếu mà làm việc hết ngày thứ sáu thì tuyệt vời, cùng lắm tới sáng thứ bảy thôi, đừng có 3 giờ cho nhân viên làm việc tới chiều thứ bảy đó. Nó có một ngày nghỉ cái ngày thứ nhật à, một ngày chủ nhật à, nó không có đủ năng lượng để các em nhân viên nó làm tiếp nữa, và thế là năng lượng qua những ngày sau nó sẽ giảm. Hoặc là nếu các bạn nào quá bận rộn thì các bạn thử dành một ngày cho cái gì ạ? Các bạn thử dành một ngày là không dùng điện thoại đi, các bạn thấy cuộc sống bạn nó vô cùng khác biệt. Các bạn thử đi, tức là dành cho mình những cái khoảng không, một ngày không điện thoại đi, một ngày bạn quất điện thoại, bạn quăng cái điện thoại đi chỗ khác đi, một ngày không Facebook đi. Thì bạn thấy ô, cái con người mình nó hay không thể tưởng. Bạn không tin bạn làm thử đi. Một ngày không điện thoại thì bạn quăng nó qua một bên đi, bạn quên nó luôn 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 đi, xem như cái điện thoại đó nó mất đi, thì bạn sẽ thấy cái ngày đó nó tuyệt vời. Nên là hãy cho chúng ta có một cuộc sống thoải mái. Nên là một cái điều của mình là gặp ai đó hãy tươi cười, đừng có nhăn nhó. Gặp đồng nghiệp chúng ta cười lên một cái, gặp khách hàng chúng ta cười lên một cái, ok chưa? Ăn trưa xong chúng ta ngồi, chúng ta đi dạo, chúng ta ăn trưa xong rồi ngồi bám vào ở một cái chỗ đó. Buổi sáng thức dậy sớm và đi tập thể dục một vòng, đi dạo một vòng đi. Ai thích đi câu cá thì tập đi, thì dành thời gian đi câu cá đi. Ai thích đi bơi thì dành thời gian đi bơi đi. Ai thích đọc sách thì dành thời gian đọc sách đi. Ai thích đánh golf thì dành thời gian cho đánh golf đi. Ai thích đi xe đạp thì hãy đạp xe đi. Hãy dành thời gian cho những cái việc đó. Ai thích ra bãi biển thì cuối tuần đi tìm bãi biển mà ngồi đi. Ai thích đi chăm sóc cây thì cuối tuần đi chăm sóc cây đi. Ai thích đi ngắm cảnh thì cuối tuần đi ngắm cảnh. Ai thích xem phim thì cuối tuần hãy đi xem phim. Ai thích chụp hình thì cuối tuần sắm hình để chụp đi. Chúng ta hãy dành thời gian, chúng ta suy nghĩ, chúng ta relax, chúng ta làm những cái việc đó, thì cái cuộc đời của chúng ta nó nhẹ nhàng và nó tuyệt vời. Và những cái giây phút tuyệt vời đó, bạn sẽ có một cái cuộc sống cá nhân nó rất là tuyệt vời. Bạn sẽ có cái trong từng tế bào của bạn nó tràn đầy, nó rất là tuyệt vời, cái năng lượng của bạn tuyệt vời, thì chắc chắn bạn có những ý tưởng tuyệt vời và bạn tạo ra cuộc sống cho bạn tuyệt vời, thì bạn sẽ có khả năng tạo cho cuộc sống nhân viên của chúng ta tuyệt vời, tạo cho cuộc sống khách hàng nó tuyệt vời. Cái đó là cái cách mà chúng ta làm việc làm sao để cho nó hiệu quả. Các bạn dùng ra điều này chưa? Tối hôm nay mình live stream nhanh thôi, 30 phút thôi, không nhiều. Ngày mai, tối mai mình có cái lớp làm chủ và khởi nghiệp miễn phí tại Beijing. Các bạn nào ở gần Beijing thì hãy về Beijing để tham gia ngay cái lớp học này liền. Để các bạn như thế nào các bạn có những cái giây phút rất là tuyệt vời cho cái lớp học này, và các bạn sẽ tạo ra những bước rất là đột phá. Mình live stream hồi nãy giờ cũng hơn 35 phút rồi. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn buổi tối ngủ ngon. Tối mai mình không live stream được bởi vì tối mai mình bận lớp rồi. Và một điều là hãy dành thời gian chất lượng cho cuộc đời của mình, cho cuộc sống mình, thì cuộc sống bạn sẽ rất là tốt. Bye bye các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon.